birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Mình qua đây, anh em Quang bảo ra đây chơi với em. Thích lắm. Thôi thôi Quang. Quang bắt tay Toto đây. Quá tuyệt vời, vườn rau còn gấp vạn cái người ấy. Đã. Nhưng mà rau cơm chúng tôi phải cắt đi không ạ? Quá ăn không ngon. Hơi tốt chị nhỉ? Ừ. Ui. Khoang sang ngày thích lắm. Ui con như sạch cái này. Dạ. Ui, ông quay đây diều này. Chào con, bye bye ông nào. Bye ông nào. Bye 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 ông nào. Bye bye ông nào. Là con đội mũ đi. Thế bye bye ông. À nó không thích đội mũ. Ô bye bye ông đi xong ông cho diều kìa. Đây 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 đây. Đấy, đấy. À con lấy diều kia nhá. Diều này, Quang bắt diều hả con? Diều của ai? Diều của Quang à? Diều của ai? Ui diều ông tầm kìa. À thế à? Ok. Đúng rồi. Đúng rồi, đây, đây, đúng rồi. Chú Quang quay đây. Chú Quang quay đây nè. Ui giời, Quang bay bay. Quang ơi, bay bay nào, Quang ơi. Chú Quang, quay đây chứ, quay mặt về đây. Con cầm tay kia. Thế đúng rồi, nào. Bê cấm rắm vào rau nha. Đấy. Bye bye bác Tiệp nào. Thế Bình yêu bác nào nhất xóm? Con yêu bác Tiệp nhất. Hai bác. Nhưng bác nào nhất xóm? Đang nói bác nào, một bác thôi. Bác Tiệp. Vì sao? Bởi vì bác cho con đồ gì? Nhá. Rồi chào Bình, Minh Quân, Minh Quân. Ôi thằng Minh Quân đẹp trai. Nhà Thành nó để cái lối lên lối xuống học cái kia. Hơi sâu, hơi sâu. Quá sâu. Và
À, hai thằng nghịch đấy. À đây, ông ơi, ông quay cho con cầm cái này. Đây, con cầm con dây đây. Đấy, quay hết rồi đấy. Đúng rồi, đấy, ông quay con. Ê, cháu chọc vào ba chú. Không sao, không sao, không sao. Đấy, qua đứng sau ra này. Chú Quang cầm dây diều đấy. Quay vào bố. Quang quay đây, Quang ơi, quay đây Quang. Cho ông xiên ạ. Dây diều lên. Giờ lên, giờ cao. Giờ cao lên. Giờ cao lên cho ông quay chứ. Đây là Khoa này, đây là chàng Khoa, Khoa đẹp trai, Khoa ơi. Ui, quận dây diều to hơn Khoa này. Tốt nhỉ. Ô này chị Huân ơi, đàn gà em không có sống, nó có đẻ không chị? À thế à? Thế... Nhà, nhà Thành nó nuôi kia gà tre đang ấp rồi kìa. Và... Chị bắt gà tre về đẻ rồi. Và thế to. Tớ cho ăn tốt phải mấy trăm quả ấy. Ủa, thế. Có nhà một đẻ đẻ. Mãi nó không thôi. Mai bố nè. Yêu yêu ai? Yêu bố. Bố nào? Khoa ơi, ông kìa. Ông quay. Đó. Ôi giời, đấy, ông đây cầm dây diều đi, Khoa quay lại, quay cầm dây diều đi. Khoa ơi, Khoa cầm dây diều mấy chú Quang này. Đâu? Khoa ơi, Khoa bye bye ông này. Bye bye. Đi đâu? Quang bay bố nè. Và thích nhỉ. Đấy. Và và bye bye nào đấy. Úi giời, hai thằng thả diều nè. Ôi thích lắm. Quay ông kìa. Quay ông kìa. Nó cứ lắc 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 lắc. Xong rồi nó la chém lao. Đây 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 đây. À, cầm dây diều ra, cầm dây diều với Khoa. Con cầm dây diều mấy chú Quan này. Đấy. Đây con phải quay mặt với kia mấy ông. Nào. Quang quay kia. Chú Quang quay. Quang ơi, quay đây à Quang ơi. Quang quay kia. Quay nhìn đây, thế. Nào Khoa đứng ra đây. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi. Đẹp lắm. Cánh đồng. Mau na bắt ngát. Quang ơi. Con bye bye ông nè. Bye bye nè. Ui, Quang bye bye đây. Con bye bye ông nè. Quá đẹp. Con thơm gió ông đấy. Thơm gió, Quang thơm gió là nào? Con nhìn ông kìa, con cười nhìn ông nè. Bye ông kìa. Nghịch lắm, tốt. Đây là đang thả diều sáo. Chiều dài diều sáo này là 3m8. 32 hả bác? 3m8. Đang trên đỉnh. Màu trời. Ừ. Để bác đưa lên YouTube. À Bình tới đây xem YouTube nhá. Bác là Nguyễn Tiệp đúng không bác? Phùng Đức Tiệp. Con ghi là con chỉ biết là ghi là Tiệp không à. Ừ. Con thấy Phùng Đức Tiệp con bấm vào xem thôi. Chưa. Đâu? Đừng bắt Nam ơi. Cái gì? Bắt làm gì? Để xuống. Ôi giời, ông ơi. Bà. Cua ngon, con làm trên đứng bắt. Ô Khoa chạy này, Khoa ra đây Khoa ơi. Ông này, Khoa ơi. Khoa đi ra ông cho diều. Quang ra Khoa, ra dắt Khoa đi. Khoa ra dắt Khoa đi. Khoa ơi, diều này. Diều này ngủ con mèo đi. Ừ, chạy đi. Ừ. Chạy con đi chú Quang. Chơi tha hồ sạch sẽ. Thích lắm, cầm dây diều đây, hai thằng Quang cầm dây diều đi con. Khoa chỉ diều đấy. Khoa diều đâu, diều đâu, chỉ đấy. Khoa chỉ diều của ông đâu. Ông, diều của Quang đây. Diều của Quang, diều của ai hả Quang? Ông, Khoa chỉ đi. Khoa thích, bình.
À con cầm dây diều, con chỉ diều của ông đây cho ông quay nào. Diều của ông đâu? À ông đúng rồi. Thấy bám. Không cho lên tối được xem hả? Vâng. Đấy. Đây nào. Khoai quay đây. Khoai nào, khoai Quang quay đây, Quang ơi. Đây, Quang. Hai đứa bye bye đây. Khoai quay đây này. Khoai diều này, diều này. Đấy. Thích lắm.